Messi lập cú đúp, Miami thăng hoa ở League Cup. Sự nghiệp Lionel Messi tại Mỹ tiếp tục thăng hoa khi anh ghi lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 hạ Atlanta, đưa Inter Miami vào vòng loại trực tiếp League Cup. Nhà vô địch World Cup lần đầu tiên được đá chính cho câu lạc bộ mới. Sau khi vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định ở phút 94 trong trận đấu với câu lạc bộ Mexico Cruz Azul, trong trận đấu đầu tiên chơi cho câu lạc bộ giải bóng đá nhà nghề Mỹ, MLS, Messi phối hợp sự ăn ý, hiệu quả với Robert Taylor, giúp cầu thủ chạy cánh người Phần Lan ghi hai bàn thắng nữa cho Miami. League Cup là giải đấu quy tụ tất cả các đội hàng đầu từ MLS và Liga MX của Mexico. Với hai chiến thắng, Miami đứng đầu bảng và với việc đạt sự ổn định quá nhanh, Miami chắc mẩm có thể giành được chiếc cúp đầu tiên. Messi không mất quá nhiều thời gian để ghi bàn mở tỷ số, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước ở phút thứ 8 khi tận dụng quả treo bóng từ người đồng đội cũ ở Barcelona, Sergio Busquets. Messi đột phá vào vòng cấm, tung cú sút chìm trúng cột dọc nhưng anh đã tận dụng cú sút bồi đưa bóng vào khung thành. Cầu thủ giành 7 quả bóng vàng sau đó nhân đôi cách biệt ở phút 22, đây cũng là bàn đầu tiên trong 3 bàn. Messi kết hợp ăn ý với cầu thủ chạy cánh người Phần Lan Robert Taylor. Atlanta chơi dâng cao, tiền vệ người Argentina Santiago Sosa tỏ ra bất lực trong việc tìm gặp đối thủ đồng hương. Một phút trước khi hết hiệp 1, Miami nâng tỷ số lên 3-0 khi Messi chuyền bóng cho Benjamin Grimaldi, người khéo léo chuyền bóng để Taylor dứt điểm thành công vào góc hẹp. Sang hiệp 2, Miami vẫn gia tăng sức ép và ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 54, pha lập công điền tên Taylor và Messi chính là cầu thủ kiến tạo. Với chiến thắng cách biệt, huấn luyện viên trưởng người Argentina của Miami, Gerardo Martino đã rút Busquets và Messi ra nghỉ, phút 78 trong tiếng hô vang dậy bốn bề khán đài. Đồng đội Argentina của Messi, Thiago Almada, dù có một cơ hội ghi bàn an ủi cho Atlanta, nhưng cú sút của anh đã bị thủ môn Miami Drew Callender vô hiệu hóa. Khai thác hoàn hảo khoảng trống do Messi tạo ra, Taylor xứng đáng nhận được sự tán thưởng từ khán giả. Mỗi khi Leo có bóng, chúng tôi có một vài cầu thủ chạy phía sau và điều đó tạo ra vô số khoảng trống cho những người khác. Anh ấy có thể làm mọi thứ với trái bóng. Anh ấy có thể giữ bóng trong không gian chật hẹp và luôn đưa ra quyết định đúng 100%. Anh ấy luôn tìm được sự kết hợp với các đồng đội, mang lại rất nhiều chất lượng cho đội, rất nhiều. Anh ấy là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Đấy là những gì anh ấy làm, ghi bàn trận trước, ghi hai bàn thắng trận này, giờ có thêm một pha kiến tạo nữa. Được chơi cùng anh ấy quả là một giấc mơ thành hiện thực, Taylor tự hào khoe.